Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn dùng bình xịt điện Daikyo DK20 cùng với bộ tăng áp, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp dây nước của bình xịt điện qua dây của bình phun turbo. Các bạn siết thật chặt để tránh bị rò rỉ nước trong quá trình sử dụng. Đây ta sẽ cắm điện từ đầu phun turbo qua bình xịt điện. Thì ta sẽ lắp dây đeo lưng cho bình xịt điện. Và bây giờ chúng ta sẽ thử máy. Chúng ta bật công tắc của bình xịt điện, sau đó sẽ bật công tắc của bình phun turbo. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam có diễn biến phức tạp. Để đảm bảo vệ sinh môi trường và hạn chế lây lan dịch bệnh, Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn phun khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc khử trùng, xử lý môi trường theo hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. 1. Mục đích: ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng. 2. Nguyên tắc thực hiện: việc phun khử trùng và xử lý môi trường phải được thực hiện sớm sau khi phát hiện có ca bệnh nhân COVID-19 đầu tiên. Phải làm sạch sẽ bề mặt, đồ dùng, vật dụng trước khi tiến hành phun khử trùng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh lây nhiễm chéo cho những người tham gia khử trùng và xử lý môi trường. Khu vực phun khử trùng cần được đảm bảo phòng tránh lây lan. 3. Các khu vực cần tiến hành phun khử trùng và xử lý môi trường: công ty, văn phòng, nhà xưởng, trong nhà, phòng ở, chung cư, căn hộ, bệnh viện. Khu vực liền kề xung quanh nhà, phòng ở, căn hộ của bệnh nhân và các căn hộ phòng liền kề. Hành lang, lối đi chung, cầu thang, thang máy, sành chờ v.v. đối với nhà chung cư, tập thể, ký túc xá, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, cơ sở cách ly tập trung. Tường, nhà vườn, vỉa hè, đường đi, lối đi chung v.v. đối với nhà riêng liền kề xung quanh. 4. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hóa chất, phương tiện làm sạch, khử trùng, thùng xô, rẻ lau, cây lau sàn, bình đặc biệt là máy phun khử trùng bằng điện, máy phun thuốc khử trùng bằng động cơ xăng, túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm có màu vàng, phương tiện bảo vệ cá nhân, khẩu trang y tế bảo vệ đường mũi, miệng, kính bảo hộ che mắt tránh văng, bắn vào niêm mạc mắt, quần áo phòng dịch tránh phơi nhiễm với nước, dịch, găng tay cao su dày, ủng hoặc bao che dày chống thấm, bảo hộ, người tham gia cần được mặc đồ bảo hộ đầy đủ theo đúng quy định, hóa chất, dung dịch khử trùng, hóa chất khử trùng có chứa cờ lo, cồn 70 độ, xà phòng rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy phun khử trùng diệt khuẩn mới nhất hiện nay. Bình xịt điện Daikyo kết hợp máy phun xương cao áp Daikyo là sản phẩm được các đơn vị chuyên y tế, các công ty, nhà xưởng và bà con nông dân ưa chuộng sử dụng. Bình xịt điện Daikyo kết hợp máy phun xương cao áp Daikyo giúp bà con rất nhiều trong việc phun thuốc khử trùng diệt khuẩn, phòng trừ vi trùng lây lan bệnh dịch. Tuy nhiên vẫn còn một số bà con và quý công ty chưa biết hoặc chưa tiếp xúc với sản phẩm bình phun thuốc khử trùng loại này. Cho nên để giúp bà con hiểu hơn về cách sử dụng cũng như giá bán bình xịt điện Daikyo kết hợp máy phun xương cao áp Daikyo, tất cả thông tin về bình xịt điện, tính năng và cách sử dụng sẽ được cung cấp đầy đủ và chi tiết nhất thông qua số điện thoại bên dưới video này. Mời bà con cùng xem. Bình xịt điện Daikyo kết hợp máy phun xương cao áp Daikyo là sản phẩm hiện đại mới nhất trên thị trường, có thể được sử dụng để phun khử trùng và chống dịch hiệu quả hiện nay. Chỉ cần đấu đường nước từ bình xịt điện Daikyo vào máy phun xương cao áp Daikyo, sau đó cắm dây nguồn của máy phun xương cao áp Daikyo vào bình xịt điện và bật công tắc là máy chạy hoạt động hiệu quả. Bình xịt điện kết hợp máy phun xương cao áp Daikyo giúp thuốc khử trùng ra đều và mịn hơn, độ khoách tán dạng xu ương phủ rộng gấp 5 đến 7 lần bình xịt điện bình thông thường. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về bình xịt điện Daikyo. Bình xịt điện Daikyo kết hợp máy phun xương cao áp Daikyo là thiết bị dùng để phun thuốc khử trùng, thuốc trừ sâu hoặc các loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Bình sử dụng điện ắc quy kết hợp với bơm điện được gắn ở thân bình. Khi hoạt động, điện năng từ ắc quy sẽ cung cấp đến motor bơm điện làm cho bơm hoạt động hút dung dịch từ bình chứa đưa đến vòi phun và được phun ra bên ngoài môi trường. Việc sử dụng bình xịt điện sẽ giúp cho người nông dân đỡ tốn sức lực và thời gian trong quá trình phun thuốc của mình, cũng như nâng cao hiệu quả trong việc phòng trừ dịch bệnh, cũng như sâu bệnh ở rau màu, hoa quả, diệt cỏ và diệt côn trùng.
Ưu điểm nổi bật của bình xịt điện Takio kết hợp máy phun xương cao áp Takio, một thiết kế gọn nhẹ, hai dễ sử dụng, ba giá thành rẻ, bốn công suất hoạt động cao, năm lượng phun xương mạnh và đều đều, áp lực phun lớn, sáu tiết kiệm điện và nhiên liệu, bảy thời gian sử dụng được lâu, tám vỏ cứng bền chắc chống va đập, chín độ bền cao. Hướng dẫn sử dụng bình xịt điện Takio kết hợp máy phun xương cao áp Takio. Việc sử dụng bình xịt điện vô cùng đơn giản. Đầu tiên bạn cần nạp đầy đủ lượng điện vào bình ắc quy. Dựa vào diện tích cần xịt để có lượng thuốc và nước hợp lý để cho vào bình. Sau đó chỉ cần bật công tắc khởi động máy là đã sử dụng được rồi. Khi mua bình xịt điện Takio bạn sẽ được tư vấn tận tình và hướng dẫn sử dụng. Kèm theo đó là cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Chúng tôi vừa hướng dẫn khái quát về bình xịt điện Takio kết hợp máy phun xương cao áp Takio. Nếu bà con nào quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ số điện thoại bên dưới video để được tư vấn chi tiết về máy. Xin trân trọng cảm ơn quý bà con. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.